Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ nấu món canh chua ớt lá me. Để nấu cái món này thì mình chuẩn bị đây là ớt. Ớt thì mình dùng 3 con là 700 g. Ớt thì mình đã mần sạch và rửa sạch luôn rồi. Và đây là bông su đũa. Cái phần rau thì tùy các bạn, nếu mà các bạn ăn rau nhiều thì mình bỏ vô nhiều nha. Ở đây mình dùng bông su đũa nè, rồi bông súng nữa. Bông súng mình cắt khúc ra rồi. Và đây là rau nhút, rau muống nữa. Còn đây là rau thơm, mình dùng vài lá rau thơm khi mà mình nấu xong á, mình sắc rồi mình bỏ vô cho nó thơm. Và một trái cà, và một trái ớt, ba thép tỏi. Còn đây là lá me non, mình dùng 100 g. Ở nhà các bạn mà có trồng me á, mình hái cái lá me non này vô này mình nấu canh chua rất là ngon. Lá me đã chua rồi cho nên mình không có cho thêm me vắt nữa nha. Và đây là nước thì mình dùng 1 lít rưỡi nước. Và 40 g đường phèn. Ở đây mình dùng đường phèn, nếu mà các bạn không có đường phèn thì các bạn có thể sử dụng đường cát trắng cũng được. Và đây là 2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê nước mắm. Rồi nguyên liệu của mình chỉ có như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên là mình sẽ chặt thịt ớt ra. Thịt ớt mình đã sắc xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp nha các bạn. Mình sẽ ướp vô khoảng nửa muỗng bột ngọt và 1 muỗng cà phê nước mắm. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Thịt ớt này thì mình ướp khoảng 10 phút là được rồi. Tiếp theo là mình sẽ băm tỏi. Tỏi thì mình sẽ băm nhuyễn để một chút nữa mình xào thịt ớt. Tiếp theo là mình sẽ xắt trái cà này. Cà thì mình sẽ xắt ra làm 4. Mình lại bỏ cái cùi này đi. Thì mình sẽ sắc lát. Đó, mình cho vô khoảng nửa trái thôi, bỏ vô nhiều nó cay lắm. Còn bạn nào mà thích ăn cay thì các bạn cứ cho ớt vô nhiều nha. Rồi bây giờ mình sẽ sắc rau thơm. Rau thơm thì mình sẽ sắc khúc nha. Sắc khúc ngắn ngắn thôi. Me thì mình sẽ sắc hay gì nè các bạn. Đừng sắc nhỏ quá, mình sắc hơi hơi như vậy là được rồi. Mình đã bắt lên bếp một cái nồi rồi, bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vô. Mình cho vô khoảng 2 muỗng dầu ăn. Dầu đã nóng lên rồi, bây giờ mình sẽ cho tỏi băm vô. Mình sẽ phi cho tỏi thật là vàng thơm. Tỏi đã vàng thơm rồi, bây giờ mình sẽ cho ớt vô xào. Mình sẽ xào cho ớt săn lại. Ớt đã săn lại rồi, bây giờ mình sẽ đổ nước vô. Rồi bây giờ mình sẽ cho đường vô. Và mình sẽ cho lá me vô. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và đợi cho nước sôi lên. Nước đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ dỡ nắp ra. Mình hớt bọt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho ớt vô. Tiếp theo là mình sẽ cho rau muống vô. Tiếp theo là mình sẽ cho rau nhút vô. Và cho cà chua vô luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho bông súng vô. Và bông su đũa nữa. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm nha. Mình cho bột ngọt với muối vô. Và cho nước mắm vô luôn. Lúc này thì các bạn có thể nêm nếm lại cái độ chua ngọt nha. Cuối cùng là mình sẽ cho rau thơm vô. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Rồi mình đã múc ra ngoài tô rồi nè các bạn. Giờ mình để cái lá quế vô đây cái nó nóng cái nó đổi màu luôn. Rồi bữa trưa của mình chỉ với một tô canh chua và một chén nước mắm thôi. Rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cơm thử nha. Mình hấp thử miếng nước canh chua của mình. Rất là vừa ăn luôn á.
rất là thơm nè các bạn, thơm mùi quế ghê luôn á, có vị cay cay của ớt nữa. À, bây giờ mình sẽ ăn thử ha. Đây, cái đùi này đi. Thịt ớt này rất là ngọt luôn nha các bạn. Ớt của mình là ớt đồng á nha. Ớt đồng ăn thịt nó dai dai nè, mềm mềm. Thịt rất là ngọt. Các bạn nhìn cái miếng thịt nè, rất là trắng luôn á. Đây mình ăn miếng bông súng, súng với rau muống. Mình nấu bằng đường phèn nên cái vị ngọt của cái canh chua của mình nó rất là thanh. Còn lá me nó chua chua, ăn vô cái lá me non các bạn, nó chua chua rất là ngon luôn á. Mình thích ăn rau á các bạn, ăn canh chua phải ăn rau nhiều mới ngon. Các bạn có thể bỏ các loại rau mà ăn canh chua á. Cái này mình cũng có thể bỏ đậu bắp vô cũng ngon lắm á. Nãy giờ mình ăn ớt mà mình quên chấm với nước mắm. Mình chấm vô miếng nước mắm nè. Nước mắm mặn mình cắt thêm một trái ớt vô cho nó cay cay. Các bạn có thể phân biệt ớt đồng và ớt nuôi bằng cách là các bạn nhìn cái đùi của con ớt á. Đùi ớt đồng thì nó rất là to, còn đùi mà ớt nuôi á các bạn nó nhỏ hơn. Thịt ớt đồng thì ăn nó ngon hơn là ớt nuôi á. Ớt nuôi ăn nó bị bở. Và các bạn ơi, video làm món canh chua thịt ớt lá me non của mình đến đây là hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Các bạn mà có yêu thích cái món ăn của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!